Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hệ thống lại những kiến thức. Chúng ta ôn lại những kiến thức đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kỳ 1 sắp tới các em nhé. Mời các em lấy tập, lấy sách ra. Đồng thời chúng ta sẽ lấy cái tập bản đồ địa lý lớp 9 ra luôn các em nhé. Đề kiểm tra của chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần lý thuyết. Phần này sẽ chiếm 5 điểm trong đề kiểm tra của các em. Và phần thứ hai đó là phần kỹ năng. Phần kỹ năng cũng chiếm 5 điểm trong đề kiểm tra của các em. Về phần lý thuyết, các em sẽ ôn tập cho cô ba vùng kinh tế. Vùng kinh tế thứ nhất đó là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Vùng kinh tế thứ hai đó là vùng đồng bằng sông Hồng. Và vùng kinh tế thứ ba là vùng Bắc Trung Bộ. Vậy vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chúng ta sẽ học ở cái bài 17 và bài 18. Vùng đồng bằng sông Hồng là bài 20, 21 và vùng Bắc Trung Bộ là 22 và 23. Như vậy trong ba vùng kinh tế này cô sẽ cho các em tổng cộng là 6 câu hỏi lý thuyết. Câu hỏi thứ nhất: hãy nêu vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Ở cái phần vị trí địa lý giới hạn này, các em phải nêu được cho cô ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là phần diện tích, đặc điểm thứ hai là phần giới hạn và đặc điểm thứ ba là em phải nêu được ý nghĩa về vị trí địa lý của vùng có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của vùng như thế nào. Về diện tích, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có diện tích là 100.965 km², chiếm 30,7% diện tích cả nước. Về giới hạn, nằm ở phía bắc đất nước, giáp Vân Nam, Quảng Tây Trung Quốc, giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng và vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông. Với cái vị trí giáp với hai quốc gia trên đất liền, đồng thời giáp với vịnh Bắc Bộ và giáp với hai vùng kinh tế của đất nước nên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để giao lưu với các vùng trong nước cũng như là giao lưu với nước ngoài. Và đặc biệt là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng giàu về tiềm năng khoáng sản và du lịch. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, hãy nêu đặc điểm dân cư xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Ở phần đặc điểm dân cư xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ này, các em cần phải nêu được cho cô về đặc điểm dân cư của vùng này. Với cái đặc điểm dân cư của vùng này sẽ đem đến những cái thuận lợi cũng như là khó khăn nào trong quá trình phát triển kinh tế của vùng. Phần đặc điểm dân cư, đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, người Thái, người Mường, người Dao, người Mông ở Tây Bắc, Tày, Nùng, Dao, Mông ở Đông Bắc. Người Kinh có ở hầu hết các địa phương, trình độ dân cư và xã hội có sự chênh lệch giữa Đông Bắc và Tây Bắc và đời sống nhân dân được cải thiện nhờ công cuộc đổi mới. Về thuận lợi, vùng người dân ở trong vùng có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và đa dạng về văn hóa. Về khó khăn, trình độ văn hóa, kỹ thuật của người lao động còn hạn chế, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Câu hỏi thứ ba, trình bày điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng. Ở phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng này, em cần phải nêu được địa hình, khí hậu, sông ngòi, khoáng sản và từ những cái yếu tố tự nhiên đó đã đem đến những cái thuận lợi gì cũng như là khó khăn gì trong quá trình phát triển kinh tế của vùng. Về đặc điểm địa hình, đây là một vùng đồng bằng châu thổ do sông Hồng bồi đắp với khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. Đồng bằng này do hai sông bồi đắp, sông chính đó là sông Hồng và ngoài sông Hồng ra thì còn có sông Thái Bình. Đây là hai con sông đem đến cái nguồn nước tưới dồi dào cho vùng. Về khoáng sản, so với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thì vùng này ít khoáng sản hơn và các khoáng sản chính của vùng đó là các mỏ đá có ở Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Xét Cao Lanh ở Hải Dương, Than Nâu ở Hưng Yên, khí tự nhiên ở Thái Bình. Như chúng ta đã biết là vùng đồng bằng sông Hồng có giáp với vịnh Bắc Bộ
thuộc Biển Đông. Với cái vị trí này nên vùng đồng bằng sông Hồng có tiềm năng phát triển thủy sản, du lịch và giao thông vận tải biển. Xét về mặt thuận lợi thì đất đai của vùng đồng bằng sông Hồng rất là màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm, mạng lưới sông ngòi dày đặc rất thích hợp, hay nói cách khác là thuận lợi cho thâm canh lúa nước. Thời tiết mùa đông thích hợp trồng trọt một số loài cây ưa lạnh. Về khoáng sản thì vùng tuy rằng có ít khoáng sản hơn Trung Du miền núi Bắc Bộ nhưng cũng có một số những khoáng sản có giá trị kinh tế như là khí tự nhiên hay là than nâu. Vùng ven biển và vùng biển thì thuận lợi cho nuôi trồng đánh bắt thủy sản, du lịch và giao thông vận tải biển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì vùng đồng bằng sông Hồng cũng gặp không ít những khó khăn do thiên tai. Do giáp biển nên vùng thường hay có bão và làm hạ nguồn của con sông Hồng nên vào mùa mưa thường hay có lũ. Vùng đồng bằng sông Hồng cũng như Trung Du miền núi Bắc Bộ vào mùa đông trong khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 4 có ảnh hưởng gió mùa đông bắc. Mỗi khi gió mùa đông bắc thổi đến thì thời tiết của vùng sẽ trở nên lạnh, nhiệt độ xuống đột ngột khiến cho thời tiết của vùng này thay đổi thất thường. Một cái khó khăn của vùng nữa là vùng này ít tài nguyên khoáng sản. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, hãy nêu đặc điểm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Trong nông nghiệp, chúng ta thường hay xét đến hai ngành, đó là ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. Diện tích và sản lượng lương thực đồng bằng sông Hồng đứng sau đồng bằng sông Cửu Long, nhưng năng suất lúa dẫn đầu cả nước. Năm 2002 đạt 56,4 tạ trên 1 hecta. Cây ưa lạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao, vụ đông trở thành vụ sản xuất chính của nhiều địa phương. Chăn nuôi, đàn lợn chiếm tỷ trọng lớn nhất nước, chăn nuôi bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được chú ý phát triển. Câu hỏi thứ 5, hãy nêu vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ. Phần này, các em lưu ý là chúng ta phải nêu được 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là diện tích, đặc điểm thứ hai là giới hạn và đặc điểm thứ ba là ý nghĩa. Vùng Bắc Trung Bộ có diện tích 51.513 km vuông chiếm 22,5% diện tích cả nước. Giới hạn kéo dài từ dải Tam Điệp đến dải Bạch Mã, giáp đồng bằng sông Hồng, Trung Du miền núi Bắc Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Duyên hải Nam Trung Bộ và Biển Đông. Ý nghĩa, vùng là được xem là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, cửa ngõ của các nước láng giềng ra Biển Đông và ngược lại, cửa ngõ hành lang Đông Tây của tiểu vùng sông Mekong. Câu hỏi thứ 6, trình bày điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Bắc Trung Bộ. Cũng như hai vùng kinh tế mà chúng ta đã tìm hiểu qua, đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Ở phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên của Bắc Trung Bộ, chúng ta cũng phải nêu được các cái đặc điểm. Thứ nhất đó là địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai. Và những cái yếu tố tự nhiên đó sẽ mang đến những cái thuận lợi gì cho vùng Bắc Trung Bộ. Về đặc điểm địa hình của vùng Bắc Trung Bộ có sự phân hóa từ Tây sang Đông. Vùng có tất cả là 6 tỉnh, đó là tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các tỉnh địa này đều có núi, đồi, đồng bằng, biển và hải đảo. Xét về thiên nhiên thì trong vùng có thiên nhiên có sự phân hóa rõ rệt giữa phía Bắc và phía Nam của dải Hoành Sơn. Do lãnh thổ hẹp ngang nên các sông ở đây thường là sông ngắn và dốc, nên vào mùa mưa dễ gây ra những cơn lũ quét có tác hại rất lớn đối với mùa màng cũng như là tính mạng của người dân. Về sông ngòi, về thuận lợi, diện tích rừng lớn thứ hai cả nước sau Tây Nguyên. Đây là vùng thứ hai ở nước ta có trữ lượng khoáng sản lớn. Vùng mà có nguồn khoáng sản lớn đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ, đứng thứ hai là Bắc Trung Bộ. Vùng biển rộng có nhiều tiềm năng kinh tế, du lịch, thủy sản, giao thông vận tải biển. Về khó khăn, thiên tai thường xảy ra, đó là bão, lũ, hạn hán, gió phơn Tây Nam và hiện tượng cát bay. Đó là 6 câu hỏi lý thuyết nằm ở các bài từ bài số 17 cho đến bài số 24. Các em sẽ dựa theo các câu hỏi mà cô cho các em học phần lý thuyết các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phần kỹ năng.
Ở phần kỹ năng này, chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần đọc bản đồ, và phần thứ hai đó là phần vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Phần đọc bản đồ này sẽ chiếm 2 điểm và phần vẽ biểu đồ nêu nhận xét sẽ chiếm 3 điểm. Vậy chúng ta sẽ đọc bản đồ ở những trang nào? Ở đây cô sẽ cho các em tổng cộng là 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dựa vào tập bản đồ trang 21. Hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Cho biết trung tâm nào là lớn nhất. Hãy kể tên các ngành công nghiệp thuộc trung tâm công nghiệp này nhé. Câu hỏi thứ hai, cũng dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 9 trang 21, em hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp. Lưu ý là trong đó bao gồm có cây trồng và vật nuôi phổ biến của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Câu hỏi thứ ba, cũng dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 9 trang 23, em hãy kể tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng Bắc Trung Bộ. Chúng ta lưu ý là ở cái phần đọc tập bản đồ này, cô cũng cho các em đọc ở cả ba vùng kinh tế. Vùng thứ nhất đó là đồng bằng sông Hồng, vùng thứ hai đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng thứ ba đó là Bắc Trung Bộ. Tiếp theo, nội dung thứ hai đó là phần vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Phần này hồi nãy cô có nói là chiếm 3 điểm. Ở cái phần vẽ biểu đồ, cô sẽ cho các em vẽ biểu đồ dạng cột. Và ở đây có một cái bài tập tham khảo. Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ năm 1995 đến năm 2000 và nêu nhận xét. Đây là toàn bộ phần kỹ năng mà cô muốn truyền tải cho các em. Chúc các em học bài và làm bài tốt các em nhé.